xin chào mừng quý vị khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ tư ngay tại nhà thi đấu Nguyễn Dung. Đây sẽ là bảng xếp hạng hiện tại trước khi bước vào trận thi đấu cuối cùng này. Trận thi đấu ngày hôm nay sẽ giữa hai đội Bangkok Tiger đang có vị trí bét bảng đối đầu với lại vị trí thứ tư đó chính là Singapore Stingers. Chúng ta cùng đến với lại starting lineup của Singapore Stingers, gồm số 15 Xavier Alexander, số 18 Ma Chun Hao, số 23 Devin Goh, số 24 Kendrick Buckley, cùng với lại trung phong chất lượng nhất của ABL là số 34 CJ Geddes. Và bên cạnh đó, starting lineup của Bangkok Tiger gồm những cái tên như sau: số 23 Dayseum Kittitep, số 5 Nochan Thavong Jose, số 95 Stone Junior Augustus Lewis, số 33 Jarasan Afnan và số 87 trung phong Better Freeman Williams. Thời khắc chúng ta chờ đợi đã đến và đây là pha tấn công đầu tiên. Có điểm được tính dành cho Augustus Junior rất nhanh chóng thôi. Anh quyết định truyền dành cho Xavier. Kendrick Buckley trả bóng về cho trung phong CJ Geddy. Boston kích bóng ra wide open, quyết định ném bàn ở góc 45 độ và đó là 3 điểm tiếp theo dành cho Kendrick Buckley. Và đây là Dayseum bị block rồi. Kendrick Buckley, anh muốn đẩy nhanh vào tấn công này bằng cánh tay trái. Khác đó là CJ Geddy. Có điểm được tính dành cho Kendrick Buckley và đó đã là điểm số thứ 5 của anh. Họ cần sẽ duy trì nó bởi vì thể lực sẽ là yếu tố quan trọng nhất của Bangkok Tigers. Cho Ma Hao, 3 điểm dành cho Ma Hao. Gia tăng lên con số là 6 điểm khi mà tỷ số đây là 84 nghiêng về cho đội Singapore Stingers. Augustus quyết định ném và đó là một quyết định không chính xác. Cả nhân tay lạnh lùng của tuổi tình của anh để mang vào điểm số tiếp theo. Dayseum vẫn còn bóng dành cho Bangkok Tiger nhưng lần này là một pha thi đấu chống chải hơn. Anh vẫn đưa bóng vào lỗ đường và một tình huống lấy người để va chạm. Những tiếng cổ vũ bắt đầu ngày càng to hơn rồi và đó là pha điểm mạnh, tình huống điểm mạnh trong thứ hai của Kendrick Buckley. Trong khi đó, điểm mạnh của Bangkok Tiger hiện tại là những tình huống đột phá sâu vào khu vực pen. Có điểm tính một lần nữa dành cho Jose. Vận động viên, anh là một vận động viên thi đấu ở vị trí ngoại bình. Xoay người thả rổ nhưng đó là một tình huống đánh airball, không sao hết. Vẫn còn bóng dành cho Singapore Stingers. Xavier! Tuyệt vời, không thể nào chơi vào đâu được. Chúng ta sẽ bước vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất này. Quá chống chải và đây là một tình huống ổn rổ thành công dành cho Augustus Junior. Nhưng chắc chắn thì Singapore Stingers sẽ không để chuyện đó xảy ra nhiều hơn. Có ngay một pha block, vẫn không có điểm nhưng ngay sau đó một pha phút phát từ tới từ CJ Geddy. CJ Geddy lần này ném ba, bóng chỉ chạm rổ. Dayseum không thể nào lọt hàng đến được CJ Geddy. Và đây là một pha ổn rổ, một tình huống end one dành cho Kendrick Buckley. Một kiến tạo tới được CJ Geddy. Quá đẹp mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với hiệp thi đấu thứ hai này. Khi mà hiệp thi đấu thứ nhất đầy mãn nhãn và đó là cách quá tuyệt vời để bắt đầu cho hiệp thi đấu thứ hai dành cho Bangkok Tiger. Quá đôi người, Augustus Stone là người đã bị block. Những bóng vẫn còn trong tay của Bangkok Tiger. Đây rồi, and one dành cho Better Freeman Williams. Hiện tại thì Vader Freeman đã phạm tới hai lỗi cá nhân. Một pha ném ba từ khá xa và có điểm tính tuyệt vời. Kendrick Buckley, CJ truyền bóng xuống corner dành cho Lunsay. Và đó là ba điểm dành cho Lunsay. Một trong những vận động viên nội bình thi đấu với những pha ném ba cực kỳ chính xác. Boateng đã tìm kiếm thấy Vader Freeman. Đã có ngay một pha đáp trả tới từ số 87 Vader Freeman William. Devin Goh. Đây rồi Boateng là người đã không thể nào ghi điểm. Nhưng không sao cả, đã có một pha bù rổ hợp lý của đồng đội để mang về điểm số tiếp theo. Dayseum
chưa thể nào đột phá được. Có một pha power pass stop. Vera Freeman có điểm linh từ một pha ném xa ngay cự ly trung bình. Chuyền bóng hơi yếu lực nhưng bóng vẫn còn trong tay của Bangkok. Thời gian không còn nhiều đâu. Một pha ném lắc rộ. Nhưng may mắn thay, đấu tranh thả bóng, Jose là người nhận bóng. Bung Quang Tố có 3 điểm được tính dành cho Bangkok Tigers. John Mahal có điểm tính. Nhưng ngay sau đó thì đã có một pha đáp trả tới từ Augustus. Đây rồi, John Mahal có một pha giữ tăng và điểm tính trong một tình huống first break. Anh kích bóng ra cho Connor, wide open shot. Nhưng đồng đội của anh đã không có được một pha ném ba chính xác. Nhưng không sao cả, bóng vẫn còn trong tay của Singapore Singers. Lần này thì chuyện gì cũng phải đến tay của Kendrick Buckley mà thôi. Augustus chiếc chạy ghé đi đối đầu với lại Vera Freeman. Một đối đầu không quá khó, nhưng đó là điểm số tiếp theo. N1 dành cho Vera Freeman. Hồi mà Federer Freeman đối đầu trực tiếp với CJ Gaddy và giành được chiến thắng. Cái cách biệt vẫn đang là khá lớn dành cho Singapore Slingers. CJ Gaddy ấn độ thành công bằng hai tay. Unstoppable. Đẩy sớm bị block ngay trên đầu. Đẩy bóng nhanh. Liam Kevin 56-84. Better Freeman snap back, ball up, có điểm tình. Nếu như Better Freeman vẫn sở hữu cho mình được những pha tấn công đẹp như thế thì nó sẽ giúp ích cho Bangkok Tigers rất nhiều. Nhưng nếu như anh ném hụt thì không thể nào ghi điểm được cả, vì đây là 3 điểm dành cho một quái vật gang Kendrick Buckley. Augustus Stoichkov là người nhận được. Thoát được rồi, đánh bóng lại không thành công. Quá đáng tiếc khi anh đã thoát được người phòng thủ của mình. CJ Gaddy một pha power turn dành cho anh khi không có bất cứ ai ngán đường cả. Augustus đã đáp trả bằng một pha ném ba thì có 45 độ. Một pha đánh khó vẫn chưa có điểm. Làm sao mà rebound được khi mà CJ Gaddy có một sải tay quá dài. John Mahal bóng lại được trở về sân. Rất nhiều những tình huống xử lý cá nhân. Xoay người chum shot. Bóng đã đi vào rổ. Rất tốt. 10 điểm kỹ thuật. Parkley quá lạnh lùng, không thể nào lạnh lùng hơn được nữa. Kendrick Buckley cũng là một trong những vận động viên thi đấu ra sân nhiều nhất. Devin Gold open shot, làm sao mà hụt được. Chống trả như thế này, thoải mái như thế này. Devin Gold wide open. Anh sẽ thi đấu nó một cách chậm rãi hơn nhiều. Giam qua người, đột nhiên biến tốc và nó trở là điểm số thứ 116 dành cho Singapore Slingers. Ngoại bình của họ cũng như là đội hình ra sân đã thi đấu đầy nỗ lực. Kevin Luân Tây được chống trái một lần nữa và đó là 3 điểm tính dành cho Luân Tây. Và như vậy thì hiệp thi đấu này cũng đã chính thức khép lại và chiến thắng nghiêng về cho Singapore Slingers với tỷ số là 74-121. Các cổ động viên của Việt Nam đang bắt đầu cổ vũ và khen ngợi những tinh thần quả cảm thi đấu hết mình trong những giây phút vừa qua. FPT Play cũng xin được cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi trận đấu này đến những giây phút cuối cùng. Và ngay sau đây vào lúc 6 giờ sẽ là trận đấu tiếp theo giữa đội đại diện cho Việt Nam Sao Hit sẽ đối đầu với Maga Black Bears. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.